Xin trân trọng kính chào mọi người. Một hai người Trần Ngơ cũng nói cái này không có trước thì có sau, Trần Ngơ cũng phải chia sẻ những suy nghĩ của mình chứ để trong bụng nó cứ tức là nhách. Và hôm nay chủ đề mà Trần Ngơ muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn đó là chúng ta nhìn lại những cái vụ mà nói theo kiểu nhà quê là vụ cài cắm người, còn nếu như mà nói cho nó có vẻ lịch sự mấy nữa thì đây là những cái công tác phải nói là phản gián. Thì trên thế giới cũng đã từng xuất hiện rất nhiều, và ở Việt Nam chúng ta cũng có những bài học rất sâu sắc cần phải được nhìn lại để chúng ta có những cái sự ứng phó làm sao cho nó thích hợp. Vâng, từ thời cổ xưa thì chúng ta thấy người Hy Lạp, cũng đã biết dùng những cái công tác này rất là tài giỏi. Đó là câu chuyện về những con ngựa gỗ thành Troa. Nếu chẳng ngờ kể ra thì khi mọi người lại cho là thôi đừng múa rìu qua mắt thợ nữa, nhưng chúng ta biết rằng những con ngựa được lôi vào thành Troa để dâng biếu lên vua thì trong đó là rỗng đựng, trong đó, trong ruột đó là những võ sĩ rất là can đảm để làm cái nội ứng. Và thời Tam Quốc diễn nghĩa thì chúng ta cũng thấy có những cái chiêu phản gián đã mang lại hết sức hiệu quả. Và điển hình nhất tức là cái vụ mà Hoàng Cái, tức là tướng ở bên Đông Ngô có tên gọi là Hoàng Công Phúc, phải thực hiện cả đến cái khổ nhục kế để đánh lừa Tào Tháo. Và cũng trong cái trận Xích Bích này chúng ta thấy chứng kiến rất nhiều những cái màn phản gián qua lại. Ở cái công việc này thì Chu Du quả thật là một người tài giỏi. Thông qua cái nhân vật Tưởng Cán thì Chu Du đã dùng cái mẹo phản gián của mình sát hại được hai viên tướng vừa vốn trước kia ở bên Kinh Châu hàng Tào Tháo, đó là Sái Mạo. Thì đây là những cái việc thành công mà mang đến thắng lợi cho Chu Du, làm giảm đi cái sức chiến đấu của thủy quân ở bên Tào Tháo. Đây là những cái bài học mà chúng ta cần rút ra. Và ở Việt Nam chúng ta thì có một bài học ngay từ hồi chập chững bước vào đời học sinh, chúng ta cũng đã biết, đó là cái câu chuyện Trọng Thủy. Trước kia thì Triệu Đà thì sang xâm lược bên An Dương Vương là rất nhiều lần, nhưng mà An Dương Vương nhờ có Nỏ Thần cho nên là tất cả những cái cuộc xâm lăng hoặc là tiến công của Triệu Đà thì đều gánh về sự thất bại. Và sau khi cảm thấy rằng không thể xâm lược Âu Lạc được thì Triệu Đà đã dùng một cái mưu kế rất là khôn ngoan, muốn kết thân, muốn kết cái tình thông gia hữu hảo, cho nên là mới sang hỏi Mỹ Châu cho Trọng Thủy và cho Trọng Thủy ở rể. Đây cũng là một cái hình thức phản gián phải nói là cực kỳ khôn ranh và đã mang lại hiệu quả cực kỳ to lớn. Khi mà tên Trọng Thủy đã lừa được Mỹ Châu, lấy cắp được bí mật của Nỏ Thần, cho nên làm Nỏ Thần mất tác dụng, cho nên là Âu Lạc đã rơi vào tay Triệu Đà. Đây là một trong những bài học mà chúng ta không thể quên. Nói về sự kiện này thì nhà thơ Tố Hữu đã có một khổ thơ bốn thất ngôn bát cú. À không, tứ tuyệt thơ, tứ tuyệt, nếu như cả bài thì mới coi là thơ bát cú là cả cái vế sau nữa, nhưng mà Thầy Ngơ muốn nói đến cái khổ thơ đầu thôi. Tôi kể người nghe chuyện Mỹ Châu, trái tim lầm lỡ để trên đầu, Nỏ Thần vô ý trao tay giặc, nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Cái tinh thần cảnh giác thì nói chung là ai cũng có, nhưng bởi vì kẻ địch nó quá khôn khéo cho nên là nó qua mặt được cha con An Dương Vương. Đây là một bài học sâu sắc và cũng đau đớn mà ngay từ thời học sinh chúng ta đã được học. Vâng, tại sao Trường Ngơ lại nhắc lại những sự kiện này? Bởi vì nó có liên quan tới cái công cuộc hiện tại, nó là trường hợp của tên Hoàng Duy Hùng. Chẳng ai còn lạ gì nữa, Hoàng Duy Hùng là một tên chống cộng cực đoan, mà Trần Ngơ đã phải gọi nó là một tên chống cộng rất sức, hết sức mất dạy, chứ không phải là nó chỉ là một tên chống cộng bình thường. Mất dạy là bởi vì nó xúc phạm đến những lãnh tụ, những lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà thậm chí thế giới còn phải ngả nón chào, kính phục nữa. Thế nhưng mà riêng tên Hoàng Duy Hùng này thì nó bằng một cái phương pháp rất là thô bỉ, thô lỗ,
muốn phủ nhận công lao của những người cộng sản, đặc biệt là nó lại dám xúc phạm tới Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế nhưng mà gần đây thì dư luận lại rất là nhiều kẻ lại hoan nghênh cái sự quay trở lại của Hoàng Duy Hùng khi hắn ta viết lên dòng status trong livestream của nó là sẽ xin được trở về Việt Nam để mà thắp lên nén nhang xin lỗi Chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu được được gọi Bác Hồ, nếu được Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý và tha thứ. Không có cái chuyện này, bởi vì Bác Hồ đã về cõi vĩnh hằng rồi. Bác đã đi với cụ Lenin, cụ Các Mác. Mặc dù hồn thiêng và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn lan tỏa, vẫn còn ăn sâu đậm vào trong đất nước này, hòa quyện vào mấy lại linh khí của đất nước này, nhưng mà đây cũng là Trần Ngơ cho rằng đây cũng là một cái sự lươn lẹo của tên Hoàng Duy Hùng. Giống như trước kia hắn ta lên đền Hùng để mà nhờ vua Hùng Vương thứ sáu khai sáng, thì đây là một trong những cái chiêu trò mà Trần Ngơ cho rằng nó cũng đã qua mắt được rất nhiều người, cho nên nhiều người cho rằng nó đã tỉnh ngộ, nó đã được vua Hùng Vương khai sáng. Cái này chỉ là cái sự tâm linh về cái sự ấy thôi, chứ còn con người ta sống ở cái thời đại như bây giờ, mặc dù chúng ta luôn luôn dành cho những bậc tiền nhân những cái sự kính trọng, cho nên chúng ta lập đền thờ từ những vua Hùng và những anh hùng dân tộc khác, rồi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều những anh hùng liệt sĩ khác. Thế nhưng mà thực tế là thời đại này mà dùng đến cái nói rằng vua Hùng khai sáng hay là cái gì nữa, thì đây là Trần Ngơ cho rằng nó đã dùng đến cả cái tự do tín ngưỡng, đến cái tâm linh để nó lừa đảo. Và cái quan trọng hơn, tuy rất nhỏ nhưng cũng cần phải nhắc lại, nếu thằng này nó là một con người vô thần hoặc là con người theo đạo Phật hay là đạo thờ ông bà thì không nói làm gì, nhưng chúng ta biết đây là một thằng Kitô giáo, mà Kitô giáo thì không cho phép tin ai cả ngoài Đức Chúa Giêsu. Cái này là nó đã in đậm vào trong cái đức tin của người là Công giáo rồi. Chính Chúa đã phán như thế với đàn con chiên: ngoài ta ra các ngươi không được tin cậy ai cả. Vậy thì thằng trước tiên nó chưa nói gì, nhưng mà thằng Hoàng Duy Hùng này nó đã kẻ phản Chúa rồi. Mà phản Chúa đối với người Kitô giáo là một trong những cái tội nặng. Nếu chỉ nhớ ông lầm thì bị rút phép gì đấy, tự là nó không còn người. Mà một cái đức tin to như thế, trong một cái truyền thống gia đình theo đạo như thế, mà nó dám không chỉ là phản lại Chúa mà phản lại kẻ cả cha mẹ nó. Bởi vì thực chất bây giờ chúng ta đi theo đạo nào là hầu như cha mẹ theo đạo nào thì mình theo đạo đó thôi. Đó là tỏ cái sự kính trọng, cái sự biết ơn những cái bậc tiền nhân, mình nối bước theo cái cha ông mình thôi. Chứ thực ra mà nói cho nên giờ phút này thì Trần Ngơ cho rằng dù chúng ta đi theo đạo Phật, dù chúng ta đến đấy cũng cầu khấn lễ Phật, nhưng mà gọi là để cho nó yên ổn cái tâm tư thôi. Chứ làm sao mà hy vọng là sẽ được Phật phù hộ, sẽ ban cho cái nọ, ban cho cái kia. Ngày xưa Trần Ngơ còn nhỏ, có một ông ở cùng làng, ông nói chuyện tiêu lâm nhưng rất là vui. Cúng cha cúng mẹ cái mối này chuối dĩa xôi mà khoán cho cụ đủ mọi việc, nào là con thì hay ăn chóng lớn, thậm chí lợn nuôi cũng mau lớn để phụ phục cho đủ cách, thì làm sao cụ tay chân đâu mà phù hộ cho nhiều thế. Và nếu phù hộ được thì làm gì còn có người nghèo, ai chẳng thương con thương cháu, thấy con khổ con nói thì phù hộ cho ngay chứ. Cho nên là nói như này nó hơi dài dòng, nhưng mà Trần Ngơ muốn nói như vậy, mà cái thằng Hoàng Duy Hùng này nó lại dùng đến cả những cái tâm linh này đó qua mặt nhân dân. Đây là cái chiêu trò, nhưng mà mặc dù nó thô kệch như thế nhưng mà nó cũng lấy được lòng tin của nhiều người để cho rằng nó đã sám hối. Đặc biệt Trần Ngơ đánh giá cái đây là một cái thủ đoạn rất là nham hiểm của thằng Hoàng Duy Hùng, và chính nhờ cái điểm này ấy, chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy một thằng đến Chúa cha mẹ ông bà nó theo và dạy nó ngay từ lúc mà bập bẹ biết nói, vào nhà thờ là phải kính Chúa, Chúa là trên hết, dân tộc cũng chưa là cái gì, quốc gia cũng chưa là cái gì, bởi tất cả là của Chúa. Thế mà nó lại nhờ vua Hùng khai sáng nhưng không nhờ Chúa. Cái này nếu mà nói theo cái người Kitô, tức là nó không coi ông Giêsu bằng
ông vua Hùng. Và đấy là trái với lại cái giáo lý của Kitô giáo. Thằng này nó là một thằng phản Chúa, mà đã phản Chúa rồi thì cái gì nó cũng có thể phản được. Đó là cái điều tại sao Trần Cơ không bao giờ tin tưởng vào cái thằng Hoàng Duy Hùng. Một phần thôi, còn một phần nữa là những cái gì nó đã thể hiện. Một con người chưa gọi là yêu nước, chỉ là con người bình thường thôi, cũng phải biết tôn trọng cái sự thật, không thể xuyên tạc bịa đặt được. Và Trần Cơ cũng đã từng chia sẻ với các chị rất nhiều lần, trong tất cả những sự khốn nạn, sự mất dạy, thì cái sự xuyên tạc vu khống là cái điều mất dạy khốn nạn nhất. Mà cái thằng Hoàng Duy Hùng này thì nó có đủ những cái đức tính đó. Nó xuyên tạc một cách trắng trợn. Trần Cơ đã kể nhiều lần, bởi vì đây không phải là cái live đầu tiên Trần Cơ nói về cái nhân vật Hoàng Duy Hùng này. Mà ngay từ khi mà nó về, nó gặp Nguyễn Hinh Sơn rồi anh em, rồi nó phỏng vấn, phỏng vấn với nhau thế nọ, thế lọ, thế chai, thì Trần Cơ đã phản biện ngay từ những ngày đó rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây chúng ta hôm nay Trần Cơ muốn chia sẻ không phải là độ nguy hiểm hay gì ở thằng Hoàng Duy Hùng, bởi vì nó đã bị nhận diện rồi, nó về nước nó chả làm một trò trống gì cả. Thế nhưng mà tại sao nó lại khu chiêng gõ mõ rằng nó sám hối, nó lại báo cho cả thế giới biết rằng nó đã sám hối rồi, nó biết nhìn đã được cái sai cái trái rồi. Liệu chúng ta có thể tin tưởng được cái lời sám hối của nó? Mọi người thế nào thì không biết, nhưng mà Trần Ngơ đặc biệt không thể tin được thằng này. Mà đây nó đang cộng tác với một số những kẻ ở trong nước muốn làm rùm beng vấn đề này. Và đây nó cũng tạo ra một cái làn dư luận ảo. Chính làn dư luận ảo này á, thì nó cũng làm điểm tựa để nó tấn công vào những người lên án nó. Nó quy cho rằng những ai phản đối và không chấp nhận thằng Hoàng Duy Hùng là phá hoại hiệp nghị định 36, không muốn hòa hợp dân tộc với lại cái nọ cái kia. Và chúng ta đã thấy trên không gian mạng đã xuất hiện những cái bài viết mà cũng lên án kịch liệt những ai mà lên án cái thằng Hoàng có Duy Hùng này. Thì đây mới là cái chiêu trò chính, nó lợi dụng vào cái việc Hoàng Duy Hùng xin về nhưng mà bị phản đối nhiều, để cho rằng chúng ta là những người yêu nước rất cực đoan, chỉ muốn yêu nước một mình, không muốn cho ai yêu nước. Thì cái thủ đoạn này chúng ta đã thấy đã xuất hiện trong không gian mạng này. Đây cũng là một cái sự đánh phá mà chúng ta cần phải vạch trần ra. Và Trần Ngơ cũng đã từng nói rằng cái thằng Hoàng Duy Hùng này nó cũng chỉ làm thằng ngu kỷ nếu không được cái sự tiếp tay giúp đỡ của những kẻ có chung cùng cái quan điểm muốn thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia, muốn tôn vinh những tên lính ngụy. Nếu không có những kẻ ở trong nước giúp đỡ và tiếp sức thì nó chẳng làm được cái trò chống. Bất quá thì nó gây ra những cái cuộc cãi lộn cái đạo, cũng giống như là cái bọn phản biện vạch mặt cái bọn Đào Minh Quân với là Ngô Kỷ với các thứ thôi. Thế nhưng mà thực tế là chúng ta thấy nhân vật Hoàng Duy Hùng này nó không giống bất cứ một trường hợp nào, bởi vì nó đã từng có những hành động, nó đã in những cái tài liệu để chống phá đảng, chống phá nhà nước, và nó được rất nhiều người ở trong nước ủng hộ. Và chúng tôi cho rằng những người ủng hộ đó chúng ta cũng dễ nhận diện thôi. Nói chung là chủ yếu là những cái người ngày trước nó có quan hệ với cái chế độ cũ, rồi thì một số kẻ biến chất thoái hóa thôi, chứ còn thì những người đàng hoàng ấy thì chẳng ai tin vào cái thằng Hoàng Duy Hùng nào cả. Vấn đề này thì chẳng có cho rằng có cái sự tiếp tay của một số những kẻ ở trong nước. Một số kẻ thì như Trần Ngơ vừa nói đấy, có thể là con cháu hoặc là thế hệ sau của những tên Hắc Ôn đã từng có những cái năm tháng vàng son khi làm tay sai cho đế quốc, được tự do giết hại, được tự do cướp bóc, thực hiện cái thú tính của mình. Cho nên bây giờ chúng vẫn còn luyến tiếc những cái tháng ngày mà nhờ cái thân phận làm tay sai mà chúng nó đã trở nên những cái như là những cái tên lãnh chúa muốn gì được đấy. Thì đó là một số những kẻ nó sẽ nối tiếc quá khứ, hoặc nhiều kẻ cay cú với quá khứ muốn nối tiếc thì nó mới ủng hộ theo cái quan điểm đó thôi. Chúng ta cũng cần phải nhận diện ra những cái
loại người như thế nào thì ủng hộ theo cái quan điểm của Hoàng Duy Hùng này. Nhưng chúng ta cũng không loại trừ những khả năng có những đảng viên biến chất thoái hóa hay bất mãn cái gì đó thì lại muốn ủng hộ cho cái quan điểm của thằng Hoàng Duy Hùng, cũng như ủng hộ cho quan điểm lịch sử. Đây mới là điều nguy hiểm. Trần Cơ xin được nhắc lại, ở trong Trần Cơ luôn luôn có một cái sự bất biến, rằng không có cái gì nguy hiểm cho phong trào đấu tranh quần chúng nhân dân bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, lại chính là do những cái đảng viên cán bộ biến chất thoái hóa gây ra cho họ. Ngoài ra những cái thằng ở tàn dư chống cộng ở nước ngoài, chúng nó xưng là tổng thống, chúng nó được bao nhiêu nước công nhận, chúng nó chẳng làm được cái trò chống gì cả. Mà cái nguy hiểm nhất cho phong trào này lại chính là những cán bộ đảng viên biến chất thoái hóa. Đó là mối đe dọa thực sự. Bởi vì trong số những kẻ biến chất thoái hóa có những kẻ đang nắm trong tay những cái cương vị công tác, những quyền hành, nó lợi dụng vào cái đó để nó gây ra áp lực. Nói là nói thế thôi, nhưng mà cái số này thì Trần Ngơ cho rằng nó cũng rất ít, bởi vì trong một cái xu thế mới này sau đại hội 13 thì Trần Ngơ tin tưởng rằng họ cũng chỉ là những kẻ ném đá giấu tay thôi, thông qua những kẻ ấy để nó thực hiện thôi. Chứ Trần Ngơ cam đoan những cán bộ đương chức đương quyền không kẻ nào dám ra mặt để ủng hộ cho cái quan điểm lật sử cũng như là quan điểm tôn vinh giả. Bằng chứng rõ ràng, những tất cả những phát ngôn về lịch sử, về xuyên tạc lịch sử thì hầu như là những kẻ hoặc là đã nghỉ hưu, hoặc là những kẻ làm ở những hiệp hội như lịch sử, như viện lịch sử hay gì đó. Chứ còn những người mà được nhà nước, được đảng phân công những công việc công tác, có thể là họ đã bị chuyển biến về tư tưởng, tự diễn biến. Nhưng mà Trần Cơ trong cái giai đoạn này, Trần Cơ cam đoan không có kẻ nào dù quyền cao chức trọng hơn mấy có thể ra mặt mà ủng hộ cho cái quan điểm tôn vinh giặc cũng như là ủng hộ cái quan điểm lật sử. Thế nhưng mà cái mức độ nguy hiểm nó gây ra cho đất nước, gây ra cho những cá nhân này là vẫn hiện hữu, vẫn tiềm ẩn. Bởi vì nó vẫn có quyền hành, vẫn có thể mê hoặc được một số kẻ để ủng hộ cho bọn chúng. Chúng ta cứ nói thẳng, nói thật, nói hết. Nói xong dù có chết thì cũng phải nói thẳng ra để chúng ta biết được cái mức độ nguy hiểm như thế nào. Và chúng ta cũng không thể lơ là mất cảnh giác, bởi vì Liên Xô và Đông Âu đã cho chúng ta thấy những bài học rất là xót xa và rất là hiện hữu. Bao nhiêu xương máu, bao nhiêu sự hy sinh chỉ trong một thời gian ngắn đã bị một số kẻ lật nhào hết tất cả. Khuyết điểm này là trước hết là phải thuộc về những đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, và ở Việt Nam cũng thế. Khi mà cái phong trào lịch sử này nó lan tràn như thế, trách nhiệm đầu tiên thuộc về những đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì họ được học, được thấm nhuần cái cương lĩnh, cái điều lệ của Đảng, thấm nhuần cái lý tưởng của người Cộng sản, thấm nhuần cái tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vì trong đảng luôn luôn có những phong trào, có những cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác Hồ vĩ đại, Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Tất cả đều lấy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm trung tâm, làm nền tảng. Thế nhưng họ lại làm ngơ trước những phát ngôn muốn phủ nhận lập trường tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên cái trách nhiệm này trước tiên phải thuộc về những người Cộng sản, và mong rằng những người Cộng sản Việt Nam sẽ không bước theo cái vết xe mà những người đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô đã bước qua. Đừng để đến cái lúc mà nước đến chân mới nhảy thì nó không kịp nữa. Những giọt nước mắt hối hận không làm ai thông cảm, làm cho người ta cười chê. Hơn nữa ở Việt Nam chúng ta có một cái câu nói mà Trần Cơ cho rằng ai cũng biết: nhỏ không vá để lớn bằng cái rá ngồi mà nhìn. Bây giờ chỉ là một số bộ phận nhỏ mà không biết cô lập không lại, không biết vô hiệu hóa nó đi, thì mai mốt nó lan truyền nảy nở ra thì có nước ngồi mà khóc. Những giọt nước mắt đó chỉ nhận được cái sự chê trách chứ không có được cái sự thông cảm.
Cho nên trách nhiệm này trước hết thuộc vào những người cộng sản, rồi mới đến người dân chúng tôi. Cho nên cái trường hợp trở lại cái trường hợp của thằng Hoàng Duy Hùng nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cái group của nó nhìn không lầm thì nó tới rất nhiều người đăng ký kênh. Tất nhiên là không phải đăng ký kênh đều là ủng hộ nó. Có người đăng ký để theo dõi, để mà vào phản biện. Chứ không phải cứ ai đăng ký thì cũng đều là những người ủng hộ đâu. Nhưng mà cái lượng người theo dõi nhiều như thế thì cái tư tưởng của nó cũng rất dễ được truyền tải, được lan truyền trong không gian mạng. Thậm chí những người lúc đầu vào đó chỉ để theo dõi cũng có thể bị nó hướng lái dư luận và đi theo nó luôn. Cho nên với tinh thần trách nhiệm của một thằng thất phu đối với quốc gia thì chúng ta cứ việc nói lên những cái quan điểm của mình. Chúng nó xuyên tạc kia chúng nó còn chẳng ngại, huống hồ là chúng ta đấu tranh bảo vệ cái đúng thì có cái gì đâu mà ngại ngùng. Chúng nó xuyên tạc rầm rầm kia, chúng nó bóp méo rầm rầm kia, chúng con không ngại, huống hồ là chúng ta bảo vệ cái đúng, bảo vệ cái chính nghĩa thì việc gì mà phải sợ. Và đính chính về nó lợi dụng những cái câu chuyện như thế để chấn áp phong trào thì chúng ta đã thấy được thể hiện rất nhiều rồi. Bằng những cái gì đó mà không hiểu sao là cứ... Thực tế là những người lên đây hay live stream ấy, cũng gặp những sự áp lực đấy. Từ những cơ quan của nhà nước, hội cựu chiến binh, rồi những ông an ninh, những ông công an mời lên nói chuyện cái gì đó. Thì chúng nó lợi dụng một vấn đề đó để chúng nó tung lên không gian mạng tất cả các bọn chúng nó. Và thực sự như vậy, Trần Ngơ này, Gia Việt Bùi này, Xuân Trần này, một số người khác đều được mời lên. Chí ít là hội cựu chiến binh, không có thì an ninh, không có thì công an. Để nó lấy cái đó để nó tuyên truyền cái không gian mạng đó. Nếu mà nhờ chúng nó nói đúng thì việc gì phải mời. Đó là cái mà không biết là những ông an ninh đó là làm việc theo cái cơ quan an ninh hay là vì một cái quan hệ cá nhân hay vì một cái gì đó thì Trần Ngơ chưa xác định được. Nhưng mà Trần Ngơ cho rằng chính những cái đó đã tạo điều kiện để cho những cái bọn xuyên tạc kia nó làm xấu đi hình ảnh, làm mất niềm tin của cộng đồng đối với lại những người lên đây live stream. Thật ra mà nói thì để làm rõ cái vấn đề này thì nó cũng chẳng khó khăn gì cả. Thế nhưng mà bởi vì cái thứ nhất là riêng đối với Trần Ngơ thì họ cũng chưa xác định Trần Ngơ sai cái gì, phải thế nọ, phải thế là thế kia cái gì cả. Chỉ có những lời khuyên rất nhẹ nhàng thôi. Rằng đừng nên nói về lãnh đạo mới nói về... Thì Trần Ngơ hỏi lại thế là không lẽ cứ làm lãnh đạo rồi là thế là muốn nói như nào nói. Thì họ cũng lại nói sang chuyện khác, thế thôi. Còn chẳng có cái gì mà gọi là đao to búa lớn. Thế nhưng mà chúng nó vẫn cứ lên đây chúng nói là nếu mà nói ấy nơi sai thì việc gì phải gạch mặt, việc gì phải là lên gặp chỗ nọ chỗ kia. Đây là toàn những cái chiêu trò đánh phá. Mọi người biết Trần Ngơ thì quen biết gì, thế con Trang Lê thì nó ở bên Mỹ, còn con Cát Linh thì biết là nó con cá nhai nó ở đâu. Thế nhưng mà nó ghép hình vào và nó đưa cho gọi là bên an ninh. Cho nên là cái vấn đề này an ninh nhiều khi cũng làm việc không đến nơi đến chỗ, chẳng hiểu gì. Cứ thấy ngồi bên đứa nào cái là ấy là lên gạch mặt, chả biết là cái thằng này nó nói cái gì. Rất may là vấn đề này của Trần Ngơ thì cũng đã được làm sáng tỏ rồi. Thế nhưng mà chúng nó vẫn cứ đòi hỏi đó. Phải đưa cái giấy xin lỗi của đài truyền hình, phải thế nọ thế kia. Đây là cũng để những cái chiêu trò mà chúng nó đánh phá để làm mất uy là tín. Cho nên các bọn Trần Ngơ, nếu mọi người theo dõi Trần Ngơ thì đã biết Trần Ngơ đã làm những cái phép bảo chứng cho cái sự trung thực của mình, thách đố với thằng Trần Siêu lên kênh Tư Quốc Phòng Việt Nam. Nếu như thực sự Trần Ngơ chưa được xin lỗi
thì ngươi sẽ cúng cho nó, biếu nó 50 triệu và chăn heo cho nó 1 năm. Còn nếu như mà thực sự có người xin lỗi thì sẽ ngươi chả bắt nó phải làm gì cả. Chỉ ra trước cổng kênh truyền hình của phòng quỳ xuống, nói con lạy bố Ngơ, là sẽ được Ngơ dẫn đi ăn phở và một ly cà phê nữa. Nó bảo chứng đến cỡ đó mà chúng nó không dám làm, bởi vì chúng nó biết dư sức. Hãy vào kênh Tổ quốc trên hết lúc trước đấy, Trịnh Liêu Hoài Nam đã đăng lên một đoạn băng ghi âm và Trần Ngơ cũng thấy rất rất may mắn. Trần Ngơ rất là vui và rất tự hào về những người đồng đội trong kênh quốc phòng Việt Nam. Họ không chỉ gọi điện trực tiếp xin lỗi Trịnh Ngơ, mà trong một cái buổi mà hội cựu chiến binh quận xuống làm việc với Trần Ngơ ở tại phường ấy, thì Trần Ngơ gọi điện lên, họ cũng nói chuyện trực tiếp, nói chuyện trực tiếp với những cán bộ của hội cựu chiến binh. Chính vì thế, nhờ vậy mà họ đã nhìn ra được những bộ mặt thật của những kẻ xuyên tạc như con Vũ Thị Thu Hương và một số kẻ khác. Thế nhưng mà bây giờ chúng nó vẫn cứ lợi dụng những cái sự kiện, sự việc đó để nó đăng lên, để nó đánh lừa những người mới tham gia mạng xã hội, hoặc là những người có một cái gì đó không ưa Trần Ngơ là vào đây là tôi comment. Cho đến giờ phút này đấy, mọi người thấy cái thằng Bình Cao với mấy cái thằng Lê Duy Tân vẫn đăng cái hình đó lên. Và Trần Ngơ đã nói thẳng với chúng nó, chúng mày cứ việc in dán hết lên các cột điện, lên gốc cây, tuyên truyền là cái thằng Ngơ này là thằng phản động. Nhưng mà tại sao nó dùng đến cái vấn đề đó, là bởi vì chúng nó chủ yếu là chúng nó đánh phá phong trào, gây áp lực lên những cá nhân trong phong trào này. Những cái việc như là cái thằng Ngô Thanh Hải với con Quỳnh Hương nó đi ngang qua, hay là nó cố tình tới chỗ nhà của Lưu Vũ Đạo, nó live stream lên khoảng 1 phút đồng hồ để mà nó nói đấy. Đây cũng là cái vấn đề gây áp lực. Những người thân của ông ấy, từ ông tên là Út Ích, tất nhiên sẽ có những lời khan thôi, nó nói làm gì mày được cái gì để chúng nó đe dọa như thế, rồi con cái mày đi học, rồi vợ con mày sao. Đấy chính là nó tạo ra cái áp lực để mà nó đánh phá một cách rất là hèn hạ nhưng vô cùng thâm độc. Với Phùng Út Hà cũng vậy, nó chả biết là nó có đến thật để nó điều tra thật hay là nó đi ngang qua, nhưng mà nó cũng tạo ra một cái áp lực cho người thân, nếu như người nào nhút nhát sẽ không vượt qua. Nhưng mà như hôm nọ Trần Ngơ đã lên trên nhà Phùng Út Hà để nói chuyện, Trần Ngơ cho rằng ngoài cái chuyện mà gây áp lực lên bản thân của cô Phùng Út Hà, cũng như là gây lên người thân, cũng như bạn bè của Phùng Út Hà, thì đây Trần Ngơ cho rằng nó cũng là một cái phương pháp để báo công với những kẻ đã xúi dục chúng nó, hay là một cái phép giải ngân gì đó chẳng hạn. Chúng ta phải nhìn nhận đã được những vấn đề này như thế. Và chính cái sự kiện thằng Hoàng Duy Hùng này, nó có cái dòng sự tốt là nó muốn xin về, cũng là một cái tạo ra cái cơ hội để cho bè lũ xuyên tạc tiếp tục tấn công chúng tôi, cho rằng chúng tôi cực đoan, chúng tôi muốn yêu nước độc quyền. Trước kia chúng nó đã nói rồi, và bây giờ phản đối với thằng vạch mặt thằng Hoàng Duy Hùng thì lại tiếp tục, chúng nó sẽ lại tiếp tục vu cáo phá hoại nghị quyết 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, yêu nước cực đoan, muốn độc quyền. Cho nên Trần Ngơ mới đưa ra những cái đã từng xảy ra trong lịch sử, là trường hợp Trọng Thủy rồi thì hay là con ngựa là thành Tơ Loa. Đây là một cái tạo ra những cái bất ổn, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong xã hội cũng như là trong không gian mạng, là chiêu trò này cực kỳ thâm độc. Kẻ thù thì không thể nào mà từ bỏ cái dã tâm, cái âm mưu muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước Việt Nam. Tất cả những cái chiêu trò đánh phá đều nhằm vào cái mục đích gọi là để mà muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Và thằng Hoàng Duy Hùng này thì phải nói nó thật sự là một con kỳ nhông tắc kè, chứ không ngoan cố như cái thằng Nguyễn Phương Hùng. Sau khi bị bộc lộ thì thằng Nguyễn Phương Hùng càng ngày càng thể hiện cái độ mất dạy, cái độ chống cộng điên cuồng. Nhưng mà Hoàng Duy Hùng chắc có thể là nó cũng rút kinh nghiệm được những cái đứa đi trước, cho nên nó điều chỉnh lại.
Nhưng mà Trần Cơ tin chắc rằng là Hoàng Duy Hùng này sẽ không thực hiện được cái ý đồ nó là về nước đến thắp hương để xin lỗi từ Bác Hồ đâu. Cho dù nó đăng thế đăng 10 lần thì những gì nó thể hiện rồi, Trần Cơ cho rằng cái bước đường về của nó cũng rất khó khăn lắm. Và Trần Cơ cho rằng chính những cái kẻ mà như Nguyễn Anh Sơn chắc nó cũng ngại với lại thằng Hoàng Duy Hùng này, về nó lộ liễu quá bị bắt ra nhanh quá như thế cũng ảnh hưởng chứ. Những cái chiêu trò mà chúng nó áp dụng trong đợt vừa rồi, Trần Cơ cho rằng những cái lần sau nó không thể thực hiện được đâu. Khi mà dư luận đã lên tiếng mạnh mẽ như thế, lợi dụng đi gặp người nọ gặp người kia, chính họ cũng sẽ tự biết là cái thằng này là cái thằng mất dạy. Cho nên cho dù là Hoàng Duy Hùng có thể hiện lâm ly bi đát hơn thì Trần Cơ vẫn tin đây là một cái thằng thâm hiểm. Và thực sự nó cũng là thằng hèn nhát. Cho nên Trần Cơ rất đồng tình với lại một số những bài viết đã được kênh Chống Diễn Biến Hòa Bình phát lên, cũng như nhiều bài viết của nhiều những tác giả. Để Trần Cơ giới thiệu một bài viết để mọi người có thêm một cái góc nhìn. Trần Cơ tôn trọng cho nên đọc nguyên văn. Cúng tất niên, suy nghĩ mãi, suy tới, suy lui, suy ra, nên cúng bài cuối năm. Thấy nhiều người ngả mũ cúi chào đón mừng Hoàng Duy Hùng quay đầu trở về làm công dân tốt. Ừ thì nhân nghĩa, nhân văn, nhân từ là cốt cách của con người Việt Nam. Nhưng bản lĩnh, cảnh giác cũng là thiên tính, tộc tính, nhân tính của người Việt vậy. Khoan dung tùy người, cảnh giác cũng tùy người. Đó mới là tâm sáng, trí sáng. Khi trái tim lầm chỗ để trên đầu, thì cuối cùng chính chúng ta sẽ là người cuối cùng gặm nhấm nỗi thất vọng vì lòng khoan dung đặt nhầm chỗ. Với Hoàng Duy Hùng, từ một tên ngụy con, thành viên Việt Tân mấy chục năm, bỗng cách nay khoảng 10 năm, có một số bài báo khóc than thì được đón nhận trở về trong vòng tay rộng mở của nhiều người Việt Nam trong nước. Rồi khi quay lại xứ sở, hắn đã đu càng sang đó, thì năm 2019 hắn đã làm gì thì ai cũng rõ. Đó là xuyên tạc lịch sử Việt Nam, xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh và xuất bản cuốn sách Cách mạng trắng cho Việt Nam, làm series clip trên YouTube về vấn đề cùng tên với cuốn sách. Trong cuốn sách Cách mạng trắng cho Việt Nam, hắn đã vạch rõ con đường lật đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam. Chỉ trong vòng một năm, đến đầu năm 2021, thì hắn lại rơi nước mắt cá sấu một lần nữa trên báo Nhân dân với đủ sắc thái. Hoàng Duy Hùng đúng là cầm tinh con trạch, con lươn, trở cái bản mặt như lật bàn tay. Cái thái độ trở thành cừu non của hắn thật ra là một phần của cái gọi là cách mạng trắng cho Việt Nam mà hắn vẽ ra. Quay đầu có nhiều kiểu, trong đó có kiểu quay đầu chân chính. Nhưng với Hoàng Duy Hùng, tôi lại nghĩ khác. Kiểu quay đầu của hắn giống kiểu quay đầu của vẹn hơn, quay đầu để cắn. Vâng, bài viết rất ngắn gọn, nhưng mà có một cách đánh giá đúng về cái nhân vật Hoàng Duy Hùng này. Đúng là đây là kiểu quay đầu của con vẹn, quay đầu để cắn, bị đuổi quá để nó quay lại là để cắn. Cho nên là nhận định của tác giả Trần Cơ hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm của tác giả cái bài viết này. Hoàng Duy Hùng, chúng ta phải đánh giá đúng. Đừng có hào phóng đưa cái nhân văn, cái đạo nghĩa nó đặt nhầm chỗ thì chính chúng ta
lại là nạn nhân phải gặm nhấm cái nỗi thất vọng, cái nỗi ê chề đó. Không phải cứ vung đạo nghĩa ra là người tốt, không phải cứ mở rộng vòng tay bao dung với bất kỳ đối thủ nào là người tốt đâu. Đó là sự hồ đồ, đó là sự nông nổi. Chúng ta hòa hợp cũng vậy, hòa hợp với những người thành tâm, chứ không thể nói như cái luận điệu của thằng Nguyễn Anh Sơn với thằng Nguyễn Vương Hùng là nghị quyết 36 đã nói rồi, là phải giang tay đón tất cả, kể cả những kẻ chống cộng nữa, bằng cái luận điệu rằng chúng ta đã tha thứ được cho Mỹ rồi, tại sao không tha thứ được cho những người anh em. Đây là một cái lợi dụng cái lòng bao dung, lợi dụng cái nghị quyết để mà đúng rồi. Cái lòng bao dung của thằng Nguyễn Anh Sơn với lại của ấy là nó giả vờ cho tôi để nó phục vụ cái âm mưu của đó chứ. Cái nghị quyết 36 là chỉ là những cái việc để làm tốt hơn đối với lại công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Chứ còn hòa hợp, chúng ta hòa hợp lâu rồi, chứ đâu phải đến năm 2004 cái nghị quyết ra đời chúng ta mới thực hiện cái chính sách hòa hợp. Thế nhưng mà là mấy ông ấy cứ lợi dụng cái nghị quyết này để đánh phá, cho rằng lên án những Nguyễn Phương Hùng, những người Việt Kiều về là cực đoan, là hẹp hòi. Cho nên bài viết tuy ngắn nhưng mà chẳng ngờ thấy rất đúng. Phải đặt cái đạo nghĩa, phải đặt cái nhân đạo, cái bao dung đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng. Còn nếu như mà không đặt đúng đối tượng, bao la quá, nhân văn quá, thì nó sẽ, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những cái sự nhân văn của chính dân chúng ta. Những bài học trong lịch sử của trong nước và ngoài nước đã cho chúng ta hiểu rất rõ. Nhiều người thì dùng cái khái niệm là cáo gửi chân cũng đúng thôi. Và cái bài học cáo gửi chân chúng ta cũng cần phải hiểu được cái bài học giáo dục sâu sắc ở có trong đó. Chính cái lòng bao dung của con thỏ đã hại nó. Nhưng mà cái nguy hiểm nhất là một số kẻ đang lợi dụng cái bài sám hối của thằng Hoàng Duy Hùng này để mà tấn công vào cái phong trào chống diễn biến hòa bình, cho những người chống diễn biến hòa bình là những kẻ cực đoan, là những kẻ ích kỷ, chỉ muốn yêu nước một mình. Người Việt Kiều người ta khóc lóc năn nỉ thế mà không cho người ta về yêu nước. Đây là chính là cái chiêu bài mà nó lợi dụng cái này để mà quấy rối phong trào. Một cái thằng mà xuyên tạc từ đầu dưới cuối, chẳng hiểu gì về lịch sử, kiến thức thì nông cạn, ăn nói thì sắc sược như thằng Hoàng Duy Hùng, đánh phá không bằng chỉ bằng những cái tuyên truyền mà nó dùng cả những hành động để nó chống phá đảng, chống phá nhà nước. Một sớm một chiều gì mà nó lại quay đầu nhanh như thế. Nó còn chửi vào cái cựu chiến binh, nó nói là những con giò trong nông phân, nó xúc phạm một cách miệt thị rất là khốn nạn. Cho nên chẳng ngơ lại nhớ lại một cái bài viết của ai đấy gọi thằng Hoàng Duy Hùng là cái thằng mồm hai lỗ và mắt lận luộc, cũng rất là đúng. Cái lỗ này vừa nói cái kiểu này thì lỗ kia lại nói cái giọng khác. Cho nên mồm hai lỗ, cho nên là một cựu chiến binh nào đó đã dùng cái hình ảnh này để nói thằng Hoàng Duy Hùng chẳng ngơ cũng thế là rất đúng. Đối với những kẻ như thế là phải nói như thế. Mồm hai lỗ, mắt lận luộc. Đến chúa của nó còn phản thì nó thương yêu gì cái quốc gia dân tộc này.
chẳng qua là nó nuối tiếc những ngày tháng vàng son mà ông cha nó vì làm tay sai cho ngoại bang, cho nên được thỏa sức thể hiện cái thú tính cho con người, thể hiện cái bản năng cho con người, nó bây giờ nó nuối tiếc. Ngươi muốn nói đến cái nhân vật này chẳng qua là để muốn chia sẻ với mọi người rằng ngươi luôn luôn nhận định rằng nó chỉ lợi những cái kẻ đánh phá, nó lợi dụng thằng Hoàng Duy Hùng này thôi. Rồi nó đăng bài đăng viết ở những cái trang báo nhân dân hoặc những cái tờ báo nào thuộc diện quản lý của nhà nước để nó đánh bóng tên tuổi, và nó tạo điều kiện để nó cho rằng chúng tôi không tôn trọng truyền thông của đảng, đảng đã đăng tin đăng tổng người khác. Đây cũng là một trong những cái chiêu trò rất là nguy hiểm. Nếu ai không đủ bản lĩnh chính trị hoặc cái thậm chí là những cán bộ cũng sẽ buộc tội như thế. Tại sao thì không tôn trọng? Nhưng mà chúng ta thấy không phải chúng tôi lên án những cái tất cả cái bài báo đó, mà một cái ekip nào đó trong đã thẩm định và xét duyệt những cái bài báo như bài báo của ông Thước chẳng hạn đưa lên thì chúng tôi phê phán ở cái khâu đó. Cũng như VTV, chúng tôi rất là muốn nghe những cái thông tin chính thống từ VTV, nhưng mà tôi cũng rất buồn lòng có những chương trình đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, phản tuyên truyền khi đưa những một con lăng loàn, con đĩ thoã, con độc ác của Trần Lệ Xuân lên để làm đại diện cho nét đẹp của phụ nữ Việt Nam, hay là đưa những hình ảnh không chân thực về cái gọi là hải chiến Hoàng Sa, rồi thậm chí đưa những cái hình ảnh phản cảm khi tấm hình Bác Hồ lại để lại xuống, lại đặt ở dưới sàn nhà. Những cái đó là người dân chúng tôi bức xúc, nhưng mà không phải như thế là chúng tôi phủ nhận hoàn toàn những cái gì, những cái đóng góp, những cái thành tích mà những cơ quan truyền thông đã đạt được. Nhưng mà chúng nó cứ lợi dụng những cái hiện tượng, chúng tôi nói rất rõ ràng nhưng mà nó vẫn vu cáo cho chúng tôi là tấn công vào VTV, tấn công vào ban tuyên giáo. Thực sự chẳng ngơ phải nói ban tuyên giáo vừa rồi làm cho người dân buồn lòng, bởi vì cái bộ phim Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh biên sử truyền hình, tư tưởng Hồ Chí Minh thấy rất bị nhạt nhòa trong những cái tập phim đó. Hai mươi mấy tập phim trong cái giai đoạn 1954-1975, ngoài ra cái giai đoạn đó chẳng ngơ không có ý kiến. Nhưng mà cái giai đoạn này là cái chúng tôi thấy tư tưởng Hồ Chí Minh rất là nhạt nhòa. Thì người dân chúng tôi nói lên cái quan điểm của mình. Tại sao họ có được cái quyền mà thay đổi lịch sử như thế? Viết sai về lịch sử thì như vậy, còn chúng tôi thế là phải ngậm miệng, là phải chấp nhận những cái được sự xuyên tạc, những cái sự không trung thực đó. Cho dù chết cũng phải nói lên cái quan điểm của mình. Tư tưởng của Hồ Chí Minh làm gì có chuyện gọi cái bè lũ tay sai bán nước là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Tư tưởng Hồ Chí Minh làm gì có cái chuyện tôn vinh những thằng tay sai bán nước. Thế nhưng mà có những kẻ bóp méo cả lời nói của Hồ Chủ tịch, muốn phủ nhận đi cái tư tưởng của Bác Hồ để phục vụ cho âm mưu làm đẹp cho những tên lính và tay sai. Nhưng mà thực ra nó càng làm đẹp thì nó càng lòi ra cái bộ mặt thật của cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát, bạc nhược. Và thực sự chính cái sự kiện Hoàng Sa này cho chúng ta thấy thêm, rõ thêm cái bản chất của những kẻ bán nước tàn bạo, lừa lọc, hèn nhát, bạc nhược. Nhưng mà để bao che cho cái sự bạc nhược đó thì nó sẵn sàng xuyên tạc cho rằng máy bay ở Trung Quốc có máy bay, và những cái tàu cứ bỏ chạy là bởi vì là Trung Quốc nó có máy bay cho nên là không đánh trả được. Trên tàu nào chẳng có súng phòng không, hỏa lực mạnh như thế.
Nó là nói thế nhưng mà thực ra cái máy bay nó chả ra cái trò trống gì, nó mới bay trên đầu thôi. So với những người Việt Cộng, so với mấy ông bộ đội giải phóng, mấy ông bộ đội Cụ Hồ thôi, họ hàng ngày phải là dưới cái mưa bom của không chỉ máy bay mà còn đổ mọi những cái cạm bẫy giết người khác, nào là bom mìn, nào là những cuộc càn quét. Thế mà có kẻ dám so sánh với những người đó, phải vinh danh giống như những người chống Mỹ, chống Pháp, sẵn sàng hạ thấp cái chính nghĩa của những người yêu nước chân chính, của những người cộng sản, dùng những cái sự hy sinh đó để làm bắc cầu cho những cái thằng lính tay sai bắn nước kia. Có vinh danh xứng đáng với người con ở đất Việt đã hy sinh ở biên giới cũng như ở ngoài hải đảo Hoàng Sa năm 74, Gạc Ma năm 88, một sự cào bằng rất là trắng trợn và có ý đồ. Và cái luận điệu của chúng nó nữa, chúng ta rất dễ dàng nhận thấy ở cái độ lươn lẹo, ở cái độ mất dạy của thế là chúng nó. Khi mà chúng ta phản đối những cái mà không chấp nhận được, khi mà cái bộ phim Việt Nam Thời đại Hồ Chí Minh biên lịch sử truyền hình bỏ hoàn toàn cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền để thay vào cách gọi cấp tiến của họ là quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, thì họ nói là chúng tôi đánh ban tuyên giáo, không tôn trọng ban tuyên giáo, chúng nó cứ tin vào cái truyền thông của đảng. Vậy thì tờ báo Thanh Niên, tờ báo Giáo Dục, tờ báo Dân Trí có phải là báo của đảng, của nhà nước hay không? Thế mà nó lại cho rằng báo nhét chữ vào mồm thơm thước. Đây là cái luận điệu mà hết sức ngang ngược nhưng mà cũng hết sức mất dạy của những kẻ trong cái bọn lịch sử đó. Mọi người thì nhìn thấy có đúng không? Khi chúng tôi phản đối những cái sai trái trong bộ phim hay là ấy thì là nó nói rằng chúng mày chống đảng, đấy là đảng đấy rồi. Thế mà những cái tờ báo của đảng kia thì nó đã sẵn sàng đổ thừa là báo, nhét chữ vào mồm ông Thước. Một cái lập luận hết sức ngang ngược. Cho nên thực sự ra mà khen thưởng hay là một cái biểu dương cái gì đó nó không đúng người, nó phản tác dụng. Thậm chí là muốn nó làm thui chột những cái tốt này. Bởi vì những người làm tốt thì người ta cũng thấy nản. Làm ấy về ấy thì không được khen thưởng, mà cái thằng chống đảng, chống nhà nước như thằng Nguyễn Văn Phước thì lại được khen thưởng. Khen thưởng mà nó không đúng người, đúng việc, nó phản tác dụng, làm thui chột những cái tích cực, những cái mặt tốt. Thì chúng tôi bức xúc chứ. Nhưng mà khi chúng tôi nói thì nó lại nói là không tôn trọng quyết định của đảng mà là của nhà nước. Nhưng mà nó lại sẵn sàng buộc tội cho đảng, cho báo, cho truyền thông của đảng, nhà nước, là dám nhét chữ vào mồm ông Thước. Chỉ có chúng nó mới có quyền đưa ra những quyết định. Quyết định là báo này nhét chữ vào mồm ông Thước, báo kia là đúng. Đó, chúng nó tự cho chúng nó quyền hành, chẳng khác gì quan thầy của chúng nó, những thằng lật sử. Chúng nó có quyền thay đổi. Thậm chí đến giờ phút này mà có vẫn nhiều kẻ vẫn cho rằng chúng ta phải gọi là Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì chúng ta đã ký với Việt Nam Cộng Hòa ngồi bốn bên nữa rồi. Thế nhưng mà không cái thằng bỏ mẹ nào dám nói rằng chúng nó đã ký những cái gì. Và trước khi ký thì nó phải nắm vững được cái nội dung trong đó là cái gì. Cái điều quan trọng nhất thì nó không dám nói ra. Chúng ta có thể rất mạnh mẽ, rất kiên định và rất thẳng thắn, rất tự tin mà nói rằng chính cái bọn Việt Nam Cộng Hòa ký vào đó là để thừa nhận cái thân phận tay sai của chúng nó. Chứ không phải là nó ngồi ký đó là để mà nó lấy cái tên là Việt Nam Cộng Hòa, là trong tất cả văn bản hiệp định không có một dòng nào nói cái nói động đến Việt Nam Cộng Hòa cả. Chính Mỹ cũng chỉ coi Việt Nam Cộng Hòa là một trong hai lực lượng ở miền Nam Việt Nam. Vậy mà là bây giờ lại, thế là có kẻ lại nói là ở miền Nam Việt Nam tồn tại một quốc gia. Chính cái đứa đẻ ra cái Việt Nam Cộng Hòa nó cũng chỉ nói là miền Nam Việt Nam có hai lực lượng, đó là lực lượng
nó gọi là Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta gọi là Ngụy đấy, còn một lực lượng là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, tức là những người cộng sản và những người nhân dân yêu nước. Và ba thành phần, tại vì có một thành phần nữa là ba thành phần đó, chính Mỹ nó có khi nào nó thừa nhận cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia? Điều này đã được ghi trong hiệp định rồi đấy, và chính ủy quyền Sài Gòn chúng nó cũng ký vào đó. Thế mà bây giờ vẫn có kẻ vẫn nói rằng chúng ta đã ký với nó rồi cho nên không thể gọi là Ngụy được, mà nó không hiểu thế là hiệp định đã quy định những điều gì trong văn bản đó. Mọi người xem không có cái từ nào nhắc đến cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa hết đấy, trừ cái ở cái bên trên này để mà dẫn dắt con người ta dẫn đến cái hiệp định thôi, còn nguyên văn bản hiệp định từ chương 1 cho đến những cái chương sau này chẳng có khi nào nhắc đến gọi là Việt Nam Cộng Hòa, rồi chỉ có cái cuối cùng là gọi là Việt Nam Cộng Hòa thôi. Nhưng mà nó ký vào cái đó tức là nó đã thừa nhận cái thân phận tay sai của nó, bởi vì Mỹ, tức là cái kẻ đẻ ra cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, đã phải tôn trọng Việt Nam là một quốc gia độc lập thống nhất có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Khi nó đã phải thừa nhận cái điều đó, khi nó phải tôn trọng cái điều đó như Hiệp định Geneva đã quy định, thì làm gì có cái gọi là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Chẳng qua là cái tên nó là do cái bọn xâm lược nó đặt ra để nó mị dân, để nó lừa đảo cộng đồng quốc tế thôi. Chính người Mỹ đã nói đây là một nhà nước hư cấu và một chính quyền con rối. Còn trong văn bản Hiệp định Paris thì đã ghi rất rõ như thế. Mà chính cái thằng Trần Văn Lắm là cái gọi là ngoại trưởng của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa phải thừa nhận ở miền Nam Việt Nam có hai lực lượng, có ba thành phần, mà thì tại sao chúng mày lại nói đó là một quốc gia được? Hiệp định ghi rõ ràng ở miền Nam Việt Nam chứ không nói là ở cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa này có hai lực lượng. Thế mà chúng mày dám mở mồm nó nói là chúng ta đã ngồi ký với nó rồi cho nên là không được gọi là Ngụy là sao? Đó, chúng tôi phản đối những câu nói của Lê Văn Cương thì là bị cho là đánh tướng, trong khi những kẻ mất dạy như là cái thằng Tạ Minh Thắng hay là một số những kẻ trong cái nhóm mà bảo vệ cho quan điểm Công Thước thì nó tấn công và nó đánh thực sự không chỉ một vài vị tướng mà tất cả những vị tướng có danh tiếng được nhân dân kính phục và ngưỡng mộ thì nó đều xuyên tạc của Bịa Đặt để nó bôi nhọ. Những cái vấn đề gì mà những vị tướng về quá khứ, thậm chí cả Lê Văn Cương và Nguyễn Quốc Thước và Lê Mã Lương, những cái gì người ta đóng góp cho nhà nước, cho đất nước, họ hy sinh, họ đồng hành cùng với dân tộc, chúng tôi vẫn rất trân trọng. Những cái quan điểm tôn vinh giặc hoặc là những quan điểm xuyên tạc của Lê Mã Lương hay những câu phát ngôn không đúng sự thật như của Lê Văn Cương thì chúng tôi phản đối. Thế nhưng mà chúng nó vẫn cứ cho rằng chúng tôi mới là những kẻ đánh tướng, tấn công tuyên giáo, tấn công đủ mọi thứ. Đấy là những cái thủ đoạn của cái bọn mà xuyên tạc lịch sử, của cái bọn bảo vệ cho cái quan điểm tôn vinh 74 thằng lính Ngụy. Khi mà chúng ta đưa ra những cái phép đối chứng so sánh những cái hành động của những tên lính Ngụy chết ở Hoàng Sa, chưa cần so sánh với lại những cái ấy mà chỉ cần so sánh với những chiến sĩ trên đoàn tàu không số của thế là chúng ta thôi, về mục đích, về lý tưởng nó đã hoàn toàn khác, về hành động nó lại càng khác nữa. Mục tiêu lý tưởng của những chiến sĩ đi trên đoàn tàu không số là đang thực hiện cái công việc chung của cả dân tộc, thực hiện cái nguyện ước, thực hiện cái chân lý của dân tộc là đánh đuổi kẻ xâm lược để thống nhất đất nước, để toàn vẹn lãnh thổ. Có những thằng lính Ngụy kia thì chúng nó chỉ là những thằng lính đánh thuê, và mục tiêu thì được chủ chúng nó vạch ra cho chúng nó ngay từ những năm đầu tiên chúng nó ra đời rồi, là muốn chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam, muốn biến miền Nam Việt Nam thành tiền đồn chống cộng, chỉ là cái hành động lừa dối để mà bán đảo cho nước ngoài thì lại được cho là bảo vệ tổ quốc, được cho là tinh thần yêu nước,
trong khi mới thoáng thấy cái máy bay cái chạy như vịt, chạy tan đàn xẻ nghé, không biết đường về, nó chạy mẹ cả sáng Philippines. Đó là cái tinh thần yêu nước kìa, đó là cái tinh thần chống quân xâm lược kìa. Mà lại so sánh, càng đưa ra những cái này chúng ta càng căm giận và khinh bỉ những kẻ cứ muốn làm đẹp cho mấy cái thằng lính ngụy. Những ông Việt Cộng, những ông giải phóng quân, những ông bộ đội Cụ Hồ trước khi mà nhận nhiệm vụ là người ta đã xác định được 9 phần chết, 1 phần sống, tại vì đi về lòng địch. Mà địch thì nó nhiều những phương tiện lắm. Trên trời thì máy bay, ở dưới thì tàu to, tàu nhỏ, hỏa lực mạnh ấy, săn đuổi. Vào đến nơi, đến bến đổi cũng chưa an toàn. Mặc dù là vùng giải phóng nhưng mà thiếu gì thám báo máy bay ở có trên đầu, sẵn sàng pháo hoặc máy bay nó tới nó oanh tạc. Nhưng mà người ta vẫn tình nguyện đi, bởi vì mục đích lý tưởng của người ta rõ ràng. Chứ đâu phải thoáng thấy máy bay là chạy như vịt, chạy tan đàn xẻ nghé. Chiến hữu của chúng nó ngấp ngoái ở ngoài biển, chúng nó bỏ mặc tàu HQ-16 lênh đênh không biết chìm lúc nào, chúng nó bỏ mặc HQ-4, HQ-5 mới chạy cho nhanh về Philippines này, để ngụy tạo những chứng cứ để về coi như là tổ chức cái cuộc chiến đấu oanh anh dũng hoặc này khác này, để mất mẹ nó đảo rồi về còn ăn mừng này khác. Đó tôi hỏi những cái vị tướng như là ông Nguyễn Hữu Thước, một cái trận đánh ông chỉ huy mà nó không hoàn thành được cái mục tiêu, được không hoàn thành được kế hoạch được cấp trên giao, ông có được ngồi yên không? Phải giải trình, phải trình bày nguyên nhân nào dẫn đến cái sự không hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng mà có khi nào mà có mất chốt mà lại đời về có liên hoan như là mấy cái thằng lính ngụy ở là Việt Nam Cộng Hòa không? Mất đảo, mất tàu, chết người, về lại được người coi như là họp báo ăn mừng chiến thắng, rồi là ăn tục nói phét là thấy máy bay chạy. Có người sẽ chê dần cơ, rồi có một cái chuyện này cứ nói hoài, nhưng mà còn phải nói, không phải nói cho chúng ta, nói cho cả cái thế hệ sau biết được. Mấy cái đứa nhỏ nhỏ bây giờ nó học nó biết đâu, nó chỉ nghe thấy ở trong lúc đồng minh Hoa Kỳ là đồng minh của Mỹ làm ngơ, mà mấy cái thằng lính này nó vẫn bơi ra thì nó tưởng là họ dũng cảm thật. Phải nói cho nó rõ là những Ba Bình, Thị Tứ, Phú Lâm và nhiều hòn đảo khác là chính do cái bọn ngụy quyền Sài Gòn này trơ mắt nó nhìn Mỹ nó dùng làm món hàng trao đổi với nước ngoài mà không dám làm gì. Đó cũng là cái sự việc ở ngoài Biển Đông ấy, suốt từ những năm 56 đổ về sau này cũng nói rõ lên cái bản chất tay sai buồn nhìn của cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa. Và hậu quả của nó vẫn còn đến ngày nay này. Nếu không để mất Hoàng Sa thì không khi nào có gặp ma, không khi nào có giàn khoan 981 hay là cái sự lộn xộn ở bãi Tư Chính cả. Đây chính là hậu quả của cái bọn tay sai bán nước nó để lại cho đất nước chúng ta đến ngày hôm nay. Dù có bị bỏ và cối giã chẳng ngơ vẫn đảm vẫn giữ vững cái là quan điểm này. Nếu như không mất Hoàng Sa, không mất Ba Bình, Thị Tứ, Phú Lâm, nếu những hòn đảo nó vẫn thuộc chủ quyền của nước Việt Nam thì không khi nào có cái sự kiện Cảng Ma năm 1988, càng không có cái giàn khoan 981 năm 2014, và cũng không thể nào có được cái ở bãi Tư Chính tháng 4 năm 2020. Đó là hậu quả của cái tập đoàn tay sai bán nước Việt Nam Cộng Hòa. Thế mà bây giờ chúng nó vẫn ra rả nói là chúng ta ác với lại dân, hèn với giặc. Hèn với giặc mà người ta tàu người ta sắp đắm, người ta dám úi lên cái bãi san hô
để làm công sự, để làm cột mốc chủ quyền, để làm nơi che chắn cho đồng đội của họ. Còn tinh thần chống quân xâm lược của chúng nó thì thắng thấy máy bay cái chúng nó chạy bỏ mẹ chúng nó rồi. Hèn mấy giặc mà người ta dám một chọi với 20, chúng ta có rất nhiều những tấm gương. Không phải chống 20 mà còn phải chống biết bao nhiêu máy bay ở coi trên trời, biết bao nhiêu pháo ở các nơi thì nó tới rồi, tiểu đội Bùi Ngọc Đủ trên quả đồi không tên nó một chọi với 20. Hay là như trận đánh của binh chủng tăng thiết giáp ở cửa Việt. Một đại đội thiếu mà người ta phải đối đầu với một lữ đoàn, chả biết ở bên Ngụy kia nó gọi là chiến đoàn hay thiết đoàn, nhưng mà cái lực lượng tăng thiết giáp của cái bọn Ngụy là hơn 100 chiếc, nó cũng tương đương với một trung đoàn. Bên cạnh đó là còn có sự yểm trợ của máy bay, của pháo ở các nơi nó bắn tới. Đó. Thử mang những hình ảnh chiến đấu của những ông bộ đội Cụ Hồ với lại mấy ông lính Ngụy xem là làm sao. Mà bây giờ nói là cần thiết phải vinh danh cũng như là chiến sĩ Gạc Ma. Những chiến sĩ Gạc Ma thì người ta trước lúc hy sinh người ta vẫn ủi tàu vào cái bãi cạn để làm công sự, để làm cột mốc chủ quyền bằng những cái thuyền nhôm thủng lỗ chỗ. Người ta vẫn bơi bằng tay để đi kiếm những người đồng đội của người ta bị thương. Chúng ta phải đưa ra những cái ví dụ đối chứng như thế thì chúng ta mới thấy được cái độ khốn nạn và cái độ trắng trợn của những kẻ muốn tôn vinh mấy cái thằng lính Ngụy kia. Chưa cần nói đến là chúng nó đã có nhiều năm tháng truy đuổi những cái chiến sĩ đi giải phóng đất nước để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền của đất nước Việt Nam này. Thì mày cứ thưa đi, ra bảo thì cứ thưa đi, có cái gì đâu, ai phải vi phạm thì mày cứ thưa. Mày chỉ là một cái con robot thôi, không hiểu gì đâu. Càng nói càng comment bài bạ ở đây thì người ta càng nhận ra cái sự bỉ ổi của cái lũ chúng mày thôi. Ba mươi Tết mà không về nhà rước ông bà mà ở cái gì? Nói chính trị anh em nói thì có vẻ đạo nghĩa lắm, có vẻ là hiểu đạo lý lắm. Làm sao mày có biết như là thực của tao không về rước ông bà? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Mày có chắc chắn là gọi như là tao không về rước ông bà hay không? Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, ông bà thì là ông bà của chung. Tao không rước thì con ta rước, cháu ta rước, thiếu thì người rước. Mày lại giống cái thằng thủ túc, đi bỏ nhà, bỏ quê, bỏ cái khác. Mà quan trọng ấy, mỗi người một quan điểm, quan trọng là lúc sống mình làm tròn trách nhiệm của một đứa con, của một đứa cháu là được rồi. Tao chẳng tin đây là các cụ về phù hộ đâu. Nếu mà về phù hộ thì tao đã chả phải ngồi gác cổng đây. Nếu như cha mẹ ta linh thiêng phù hộ thì ta đã làm giám đốc rồi. Cho nên chúng mày có những kiểu này ấy, chúng mày tự vạch mặt chúng mày ra một cái sự
chả hiểu gì về cái lẽ sống ở xứ cả. Nhưng mà cứ còn thoải mái đi, tao sẽ nhìn được thì là trả lời, tao cho phép thì ngươi đọc lại. Công ty này còn được khen nữa kìa, tuyển lao động là người già là người có công, tôi còn được ưu đầu tiên nữa kìa. Vâng, Trần Cơ cũng rất đồng tình với lại cái comment của anh Trần Thanh Hòa này. Hoàng Duy Hùng nó chống cộng đến tắt thở nó mới thôi, đúng vậy. Những cái gì nó biểu hiện thì cho chúng ta có cách đánh giá như thế. Đây xin trả lời, tôi là Thành Đại Văn này. Trong tình hình này thì chúng ta cần phải nhớ đến ông trưởng thôn ở ngoài Hải Phòng. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, ai ở chỗ nào, ở yên chỗ đó. Đó là cách tốt nhất để góp phần cùng với là các cơ quan chức năng chống một phòng dịch. Không về lúc này thì về lúc khác. Biết đâu đi đường lại va phải ông F1, F2 để về làm khổ con, khổ cháu, lây trước tiên là người thân đó. Cho nên lúc này ở chỗ nào ở yên chỗ đó là thể hiện cái tinh thần gọi là góp một phần nhỏ bé cùng với các cơ quan chức năng để phòng chống dịch, đừng khờ móc những cái chuyện vớ vẩn này, càng thêm sự bỉ ổi và đấy chả nói lên được cái điều gì đâu. Thành Lê Văn, những cái comment này là những cái comment chọc ngoáy. Vâng đúng đấy, thưa bác Vũ Tiến Cường, con ngựa thành con như từ ra đúng, nhưng người Việt Nam chúng ta là nuôi ong tay áo, sự mất cảnh giác và đấy cái sự cài cắm rất là tinh vi. Vâng rất cảm ơn các anh các chị, hôm nay là 30, nhiều cái công việc lu bu mà vẫn vào với Trần Ngơ như thế này. Trần Ngơ xin chân thành cảm ơn. Chúc mọi người sang năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, trước mắt là bình an trong mùa dịch này, đón xuân vui vẻ, luôn rộn rã những tiếng cười. Và Trần Ngơ hy vọng rằng và cũng nhận định rằng năm nay nhất định sẽ có những cái biến chuyển lớn về cái mặt sử, rất là hy vọng rằng nó sẽ xảy ra trong năm nay. Bộ quốc sử sẽ ra mắt. Để đây là một cái bài nói theo một cách nó kỹ thuật gọi là một cái bài test của chúng ta đối với Đảng. Nếu như thực sự cái cuốn sách cái bộ quốc sử này mà bỏ đi cụm từ ngụy quân ngụy quyền thì chẳng còn gì để nói nữa. Còn nếu như mà cái bộ quốc sử vẫn giữ lại cụm từ ngụy quân ngụy quyền thì tất cả những luận điệu xuyên tạc chúng nó sẽ bị tan thành mây gió. Dù sao thì Trần Gớ vẫn đặt niềm tin rất là lớn vào cái vấn đề này, nhưng mà những gì đang xảy ra thì vẫn cho chúng ta có một cái sự lo lắng, có một cái sự hồi hộp. Bởi vì những kẻ chống phá nhà nước như Nguyễn Văn Phước, hay gọi chính xác là Phước Phét Niu, nó còn được khen thưởng thì mọi cái có thể xảy ra. Cho nên chúng ta cũng không thể chủ quan được. Trần Gớ cứ xin chia sẻ thật cái tâm trạng của mình. Nói cho Gia Bảo mới lại cái ấy, nói chung thế là công chỉ nhìn được một mặt thôi, tại vì công chưa khi nào được làm chủ, cho nên công không đánh giá hết được vai trò của thằng bảo vệ. Không phải ai cũng được ở đây coi, trong khi tất cả đi vắng thì giao một cái đống tài sản cả biết bao nhiêu tiền của cho một cái thằng ất ơ, cho một thằng vớ vẩn đâu.
Nếu con đã từng làm giám đốc, con từng làm lãnh đạo thì con phải chọn những cái thằng nào mới có thể trao gửi được những cái quan trọng, một cái khối tài sản. Ông cứ coi thường cái thằng canh cổng, cái tầm nhìn của ông còn hạn hẹp lắm. Bởi vì ông cũng chỉ đi làm mướn như là hay là cũng giống như tôi thôi, cho nên cái tầm nhìn của ông cũng không thể vượt quá được. Cho rằng đây là sự khổ sở là ngã, nhưng mà trong đó có một cái tự hào là được người ta tin tưởng. Đâu phải là ai cũng được trao cho một cái nhiệm vụ, tuy rằng nó bình thường nhưng nó lại hết sức quan trọng. Người ta đã tin tưởng mình thì mình không thể phụ được cái lòng của tin của họ. Nó đơn giản như vậy thôi, chẳng có gì cả. Việc gì về hỏi là không về thắp hương ước bà. Cái thứ nhất là ta hỏi mày, mày đó, mày có chắc chắn là của tao đó không về hay không, hay là mỗi lần về thì là phải báo cáo với lại cái lũ chúng mày. Hơn nữa là mọi việc cũng phải để cho con cho cháu nên nó có tiếp quản những cái lề thói này, cái ấy này gì. Việc gì mà cứ phải ôm đơm đồng bụng chúng nó khôn ấy rồi, để cho chúng nó biết thế nào.